Hôm nay hàng về tại Hạnh Long Garden này khách ơi, dâu tay chịu nhiệt giá 85k, mua càng nhiều giá càng rẻ. Có cây có hoa và có trái nữa nè. Cây này được nuôi tại miền Tây cho nên không sợ bị sốc khí hậu như hàng ở Đà Lạt mới về nha. Cây nước Nhật Bản được sản xuất bởi Hoàng Long Farm, chỉ 95k một cây. Có cây đang có hoa và nụ nữa nè mọi người ơi. Dạng cây này thì trồng được ở chậu nhỏ và chậu vừa, để ngoài nắng mạnh thì cây sẽ bung hoa sau 1 đến 2 tuần nha. Rất là thơm luôn đó mọi người ơi. Đây là dạng dây leo sống lâu năm, tuổi thọ bền, cho nên được rất nhiều khách hàng Hoàng Long ưa chuộng và trồng thành công đó. Tiếp theo là chùm ruột siêu trái, chỉ 280.000 đã có một cây đang trái sẵn luôn nha. Khác với những dòng chùm ruột thông thường, chùm ruột siêu trái cao khoảng 30cm là đã có thể cho trái ngay trong chậu, xếp về xương sáo và rau xá xị rất thơm, đồng giá chỉ 65k một cây. Thiên lý siêu hoa dây leo sẵn làm vàng nhanh, giá chỉ 120k một cây. Lâu lắm rồi shop mới về dạ lý hương, cây cao lại nhiều hoa thơm thế này, giá chỉ 150.000 một cây thôi. Đợt cây Tiêu Vĩnh Linh này về rất cứng cáp và đang có trái sẵn, giá chỉ 150.000 một cây nha khách ơi. Lợi thế khi mua cây tại Hoàng Long Garden là shop luôn đảm bảo chuẩn giống và đồng hành trong suốt quá trình trồng cây. Khách đã ưng giống cây nào thì chanh tay nhắn cho shop để shop gửi ảnh cây thực tế cho mình xem nha.